mời quý vị cùng đến với ca khúc Đường Chúng Ta Đi, lời thơ xuân sách, sáng tác nhạc của nhạc sĩ Huy Du do Cục Thi hành án dân sự thành phố Hà Nội thể hiện. Vâng, anh Đức Cảnh đến từ Cục Thi hành án dân sự thành phố Hà Nội thể hiện.